để chuẩn bị cho lễ hội. Tất cả các chủ trầu cũng như ông trầu của chúng ta đây là siêu phẩm của chúng ta mà chúng ta đã từng mơ ước, tức là trầu ông Tinh. Phước hôm nay đại diện không đóng số mà chỉ gọi là viết chữ của các đơn vị. Lúc giờ phút này thì chủ tôi cũng không cho vào gần, anh Tuấn chỉ quay từ xa. Lộc Ninh, đây quý vị, Lộc Ninh nhé. Trầu Lộc Ninh. Và để chuẩn bị cho lễ hội thì ông Tuấn cũng phải ra ngoài phía ngoài để chuẩn bị quay những thức phim và mời cả nhà chúng ta đều qua chuyển qua kênh Trai Trâu Bình Phước để ủng hộ cho ông Tuấn rất là. Xin cảm ơn rất nhiều. Ok, ông Tuấn xin dừng ở đây nha. Xin cảm ơn cả nhà.